Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Đây là cái phòng chúng tôi vừa thuê xong. Rất là đẹp. Đấy, full đồ. Chúng tôi vừa mang một ít đồ đến. Và nên có cả điều hòa đây. Điều hòa rất là mát đấy ạ. Phòng này thì khoảng 14 mét vuông. Và có nhà vệ sinh ở ngoài hành lang riêng. Nhà tắm riêng rất là sạch sẽ, sáng sủa. Anh chị các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của em. Phòng này giá nó rẻ thôi, nó khoảng 1,8 triệu thôi, hai người ở. Nếu mà chia ra thì mỗi người khoảng 900. So với mức thu nhập thì nó quá là rẻ. Cuộc sống bây giờ thì nó hiện đại rồi. Chúng tôi ở trung tâm thành phố Hà Nội, ngay chỗ ngã tư Nguyễn Trãi, giao với Vành Đai Ba. Này có một ngôi nhà đẹp như thế này. Nhà có điều hòa, có đàn, nhà tủ, các kiểu, nóng lạnh điều hòa. Vậy mà chỉ có giá là 1,800,000 đồng thôi một tháng. Có điều hòa, có nóng lạnh. Tôi sẽ quay cái cảnh nóng lạnh cho anh chị và các bạn xem. Đây nhà tắm đây. Có nóng lạnh. Nước này nước mà truyền từ nóng lạnh ra nhé. Nóng lạnh mặt trời đấy. Năng lượng mặt trời. Phòng nhà tắm rất là sạch sẽ. Có cả gương này, có cả bồn tắm này. Bồn rửa mặt này. Đấy, rất là sạch sẽ. Sáng sủa. Và đây phòng đó là phòng 502, như một nhà nghỉ luôn. Cửa là cửa gỗ rất là chất lượng. Phòng này thì mới xây thôi, mới xây rất là đẹp. Nhiều gà rất là mát. Chúng tôi vừa bật lên mà đã mát này, đang bật 30 độ ở đây này, mát thế. Hình tráng cho các anh chị và các bạn, quá đẹp không ạ? Chị các bạn nếu mà thấy rẻ thì hãy đến thuê thôi. Chúng tôi cũng vừa mới thuê xong. Thế rẻ thì comment chúng tôi mách cho các bạn đi thuê. Đúng rồi, hãy để lại bình luận một số điện thoại. Tôi sẽ alo. Nước uống thoải mái này. Nhà có vành nước lọc luôn dưới, hết để súng múc. Rất nhiều. Đủ tiện nghi để như nhà nghỉ luôn. Chúng tôi sẽ chụp. Chụp anh chị các bạn nhờ một cái tên. Rồi, ok anh chị và các bạn nhé. Xin chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào video tiếp theo. Goodbye. Và siêu kênh.